Ngân Hà bị out top 5 người đẹp thể thao. Nên là chị Ngân Hà mua chân ga để an ủi Ngân Hà đó. Chắc là ngày 21, ngày 21 nhà chị ra ấy. Tụi chị đang ở Maryland, Quy Nhơn nha. Đi hoa hậu không được thì chuyển nghề làm múc bang. Rồi có người kêu múc bang, có người kêu ca sĩ. Là sao nhở? Kìa chị Hà, còn em bóng với em không kìa. Đấy, em có bóng đi. À, em mang bóng đi chị đây. Top 5 người đẹp thể thao với chị. Bí mà cái gì mình phải chờ đợi nó mới có hấp dẫn mọi người. Mọi người hãy chờ trên fanpage nha. Đánh bóng nha, đánh bóng chứ không phải là đánh bóng. Ra MV đi Dung. Thôi mọi người ơi, thì Dung đang đi thi hoa hậu mà sao vậy mọi người? Có người đẹp thể thao mà còn đánh bóng là chỉ hai đội on top đó. Ừ. Ngân Hà chỉ là thiếu may mắn một chút xíu thôi, tại vì hôm nay Ngân Hà không được khỏe mạnh cho lắm. Ngân Hà hôm qua đã mệt với Thùy Dung quá rồi. Ngân Hà về họp phán đi. Ok, để tối về nếu như được về sớm. Hương Anh là con gái của chị và Ngân Hà. Chị Dung sắp ra MV vừa hát vừa múc bang. Em xả đi, xả ngon lắm. Xả không, tao thích là xả. Cái này không không có cóc nè. Các mẹ ăn để làm thế này là ăn chân cóc. Để ăn chân. Bao giờ chung kết vậy chị? Ngày 22 tháng 7 nha mọi người. Chị Hào mua nghi lọc. Ủa? Trả lời coi. Bữa giờ ngày vô ra chưa không nhỉ? Quê tao có nhớ có 1-2 lần à. Có nghe em 1-2 lần như mấy. Về đặt yêu thương nữa. Chúng ta yêu con người thôi. Yêu trong tim thôi. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Phan Anh, love you. Mai lấy hát nha chị Dung. Sao mọi người cũng muốn hát lắm nhưng mà sợ mọi người cầm lên. Sợ mọi người thì Dung hát xong cái mọi người bỏ follow thì Dung luôn thì Thùy Dung rất là buồn. Sợ thì Dung cũng muốn hát lắm. Không thì Dung và Ngân Hà xong ca. Mọi người có thể yêu cầu Ngân Hà hát với ai cũng được trừ Thùy Dung. Thế sao? Mày hát gì? Hát hay vậy mà. Không. Kìa, Hà có gần nhà Quang Linh không? Không, thì hôm bên hai Quang Linh. Chị Hà có on top 10 đẹp thể thao không? Có, chị on top 40. Hai đấy. Chị Dung ơi, cái này chắc thằng em, chắc thằng Đức nó lấy máy nó ấn quá. Ngân Hà ăn vô tư mặc kệ sửa đời. Đúng rồi, Ngân Hà vào đây ăn sạch tinh. Quê nội Dung ở Ninh Bình và quê ngoại Dung ở Nghệ An. Ngân Hà 24-20 đi ạ. Chị vào Nam từ nhỏ rồi. Chị vào Nam từ nhỏ rồi cho nên là bây giờ giọng của Dung nó lai rồi cho nên là sẽ không nghe ra được một cái vùng miền nào cả. Có người sẽ nghe được giọng này, có người sẽ nghe được giọng kia. Thì 16 năm đi nghỉ ngơi rồi. Cảm ơn bao nhiêu kia. Thôi mà mọi người đoán thử coi, mọi Dung thấp hơn Ngân Hà 1 cm. Dung thấp hơn Ngân Hà 1 cm. Dung diễn
ra hả? Diễn hành diễn châu. Chân ga ngon lắm. Diễn hành diễn châu. Mẹ ăn chân ga, mẹ ăn ngon lắm. Con ăn chân ga mà lên 500 view luôn. Ăn chân gà ngon. Ở đây họ không cay. Cái đồ chứ. La rồi. Ờ, nhìn diễn hành diễn châu. Ừ. Đúng rồi, thì dung 1m69. Dạ. Nhân Hà có người yêu chưa đây? Vợ đây. Vợ đây Phan á hả? Ờ, diễn hành diễn châu. Diễn hành lớn hơn diễn châu 5 nhiêu. Dạ. Tao không biết, mày đừng hỏi tao. Mày gần Nghi Lộc quá đi. Ờ, thì bữa mẹ tao kêu gần Nghi Lộc mà. Bữa diễn hành lớn hơn mấy thằng như xưa hay đi đẹp đầu người tao đó. Mẹ tao kêu mốt qua mày đó. Ừ. Đợt lát cô tâm 80 chút chứ mấy. Mai mốt gia đình Thùy Dung sẽ ra mắt về ra mắt gia đình Ngân Hà. Mọi người hãy chờ đón nhé. 850 view ghê không? Ghê chứ, ghê chứ. Em có thể nào. Rồi. Cụt view đấy kia. Ờ. Cảm ơn hai câu đấy. Rồi đấy. Ngân Hương Anh đang đi nghỉ ngơi rồi. Giờ em nhìn anh Khánh là em ăn mất ngón à. Anh Khánh. Chị Dung bữa hấp bò. Hả, cái gì vậy, là sao vậy? Ừ, chị Tú Trinh đang ăn. Thùy Dung mà hát xong cái từ 400 cái thành 4 người luôn mọi người. Thôi hôm nay Thùy Dung xin phép không hát. Thùy Dung leo ra rồi. Rồi. Thùy Dung đen ra rồi, cả ngày nay phơi nắng đó mọi người ơi. Mất cái bớt lánh rồi không hát này bớt hà. Bớt hà, Thùy Dung đen ra rồi. Nắng đó mọi người ơi. Mất cái bớt lánh rồi không hát này bớt hà. Chúng đến giá rồi. Đi cụ chị nào đến đâu hả? Chị quyết chị gái ta. Dạ. Chị ăn còn chị gọi chưa? 600 view à đi. 600.000 người xem thì Dung sẽ hát. Quê Dung ở đâu vậy? Mọi người hỏi nhiều quá mọi người. Thích ngồi bên Ngân Hà đúng không? Còn hai miếng. Dạ Thảo ơi, em biết nữa. Hà hát hay lắm, Hà hát đi Hà. Ê, thì Dung có clip mà Hà hát ở phố đi bộ. Thôi rồi hát không có hay. Chị Dung đọc tên em cho Ngân Hà, nghe đi. Chị đây kiểu như em bé của Ngân Hà. Thì Dung giáp đi. Mọi người ơi, thì Dung mà giáp là sẽ bị tụt view đó. Không được đâu. Không được đâu. Không thì có thể là hẹn bữa sau thì Dung sẽ ra. Thì mỹ thôi. Tao hát nổi cho tao trước mặt em ấy. Bé đặt mức bảo mà anh chém như thế này nên chơi ta gặp thế này ta gặp thế này. Đang gặp tên gà mà cứ bắt hát nó sao? Ừ. Con gà gây lên tè lên. Ai chụp nha? Thôi, trời, tôi bên kia chụp quá trời rồi. Bà hỏi. Nổi. Có đường không? Ước đục chị Hà nói giọng Bắc đi. Chị Hà có biết nói giọng Bắc không? Anh... Nè, cho biểu mã này. Cầm thơm thôi cho biểu sang còn. Hết chân ga rồi. Đời em ơi đi tập. Thùy Dung có nhiều clip với Ngân Hà lắm rồi à. Thùy Dung chưa đăng thôi. Anh nhanh lên con đi tập. Ờ. Ngân Hà rủ Thùy Dung đi tắm kìa mọi người ơi.
chị nghĩ ai là best face của Miss World năm nay? Em yêu Nhi Hoa. Đây rồi, để em đây giùm anh cái. Mình cái tiền anh nhá. Ừ, hỏi đi. Cái mặt makeup của em đã sửa rồi đi. Nhìn lúc đi. Cái mặt makeup của tao đã sửa rồi đi đó, lúc sáu tự đánh. À. Rồi tao lấy cái gì tao ăn đây. Hơi bẩn xí. Chê. Bỏ xương vào đó rồi. Quỷ. Giờ chị Dung hát. Không. Không. Mọi người đừng lừa dối tôi. Tôi mà hát xong mọi người đi hết trơn. Mọi người đừng bao giờ. Mọi người ác lắm. Đến lúc tôi hát rồi cái mọi người bỏ tôi mà đi hết. Tôi sẽ không hát. Mà chị Dung vậy? Đó. Giờ sao á? Ăn rau cho đẹp ga. Em vô livestream mọi người cũng mang lên 570 lượt xem. Mà em livestream được 50 xem các cái gì nữa. Hà ơi kìa. Em là ai cùng rủ em livestream bây giờ mà đi lên là Hà ơi. Đâu cùng thời em đó. Ha. Nhập ít thôi cho hết son rồi. Ai hỏi bé? Cho đây nè. Ôi rồi nè. Nha. Giờ chưa xong mày ơi. Ê, con ăn xong. Mày nghe không? Tao nói hết câu chưa? Cái son mình đem tôi rô. Em đang live stream với lại lên. Chụp tao phải gì? Anh em vừa chụp về quay cho perfect eo xong. Chụp đồng hành giúp nghe. Dạ dạ dạ. Để em ăn miếng này nhá. Cơm ngon quá ha. Đúng rồi. Dạ. Thì nhìn những cái siêu ngon. Chụp cơm luôn á. Siêu ngon. Rất tốt. Nó nguyên cầu, nó nguyên cầu với bạn. Dạ, anh nuôi em rất tốt. Nuôi mẹ. Lên mấy ký rồi. Dạ, em mới lên có 3 ký chứ không có nhiều hết ạ. Mẹ con mới lên có 3 ký chứ không có nhiều hết trơn. Dạ, bạn nuôi khéo quá. Dạ, đúng rồi, nuôi quá khéo mọi người ạ. Cái hôm trúng khảo xong ở về mặt thi dung như này này. Do Ngân Hà nuôi đó. Cái tâm hiểu như tớ coi, tao hết xón thiệt đó. Do Ngân Hà nuôi thì dung đó, cho nên thì dung mới vậy. Nếu không đạt thành tích cao của gì thì Dung có định thử sức ở một cuộc thi sắc đẹp vậy? Khác không? Sao vậy? Cái câu này mình sẽ để dành cho vòng đêm chung kết. Ai hỏi có đâu có đầu đêm chung kết tao còn chặt ở lời. Cái canh này canh gì vậy? Có thịt nén. Canh sướng á. Thế nên là chị thấy chị Yến Nhi như thế nào? 12 đứa mà có 11 em như vậy. Yến Nhi hả? Rất là chán và đanh đá bốc bố đó đưa nó đi thì nhưng mà có mình sống được một cái thì đưa của hai cho nó đi rồi nó trả tiền cho nó luôn hiểu không là sao là mọi người muốn thì Dung đi làm ca sĩ hay là muốn thì Dung làm mốc bang cái gì hả quên cái ọc quấy rồi không quay ở gì chết các bạn Hà ơi mà gặp này là tắm hết đổi số rồi đổi số rồi lộn áo ngược lại con dạ. Nó có thấy những cái lạnh đen hay không? Ốp. Dạ con đang like, con đang like. Lộn áo nó lại coi là con thấy không? Thấy cái khác. Đếm xếp lên đi kìa. Đếm kìa đến gì? Rồi đó đó. Nhìn đi đến gì? Đúng. Tại sao quên gì? Cái kia cái áo nào đó. Cái đếm hào hả? Ủa mẹ ơi con thấy cái áo đó là cũng mỏng lắm đâu. À, áo trong giá dây gì? Đi đoạn xem. Nếu Dung đăng quang mà bị chê không đẹp thì Dung sẽ làm gì? Dung sẽ vẫn cười thôi. Tại vì có thể trong mắt bạn đấy thì Dung không đẹp. Nhưng mà trong mắt những người khác thì Dung đẹp. Và quan trọng nhất là trong mắt của ba mẹ Thùy Dung thì Thùy Dung đẹp. Và cái đấy là Thùy Dung rất vui rồi. Nhanh vô làm tóc makeup lại nó nhìn ghê quá. Cái nhìn lần này nó xấu quá. Mà sao mày quay ngược sáng vậy? Là vì nãy bên kia ngồi full hết rồi. Trời ơi, sắp xong rồi. Mọi người ơi, 1 giờ vào livestream của Nhí Hoang xem Ngân Hà livestream tiếp nhá. Không nữa. Không vô ạ. Chị Linh kia, chị Linh vào. Đây đồ đây. Dạ, để em ăn. À.
mình là em ủ lúc tối rồi chắc giờ vào ủ lại sơ nữa. Ừ. Tự nhiên em cứ ngoảnh mặt qua đây em thấy anh Khánh có sao nhờ. Dạ. Dạ em ăn gần xong. Em còn ạ. Dạ xong. Không được đâu, bây giờ mới ăn cơm xong. Em trôi hết rồi. Môi bây giờ toàn đồ ăn không à. Thôi nhìn em ghê nữa, em nhìn em có thể em ghê nữa. Thôi không đẹp gì nào hết á. Anh nói về em lại mua em áo tóc rồi mà. Sao lại chậm? Chậm cái chị đến chị thay đồ. Ừ. Ừ, em đang like chị vào đi. Chị Dung đừng bối. Bối hả? Dung nha, thôi đi tận. Dung bối hả? Thôi thì Dung không hát đâu. Mọi người sẽ bỏ thì Dung đi mất. Mọi người hay lắm, mọi người toàn kêu Thùy Dung hát xong rồi Thùy Dung hát xong cái là mọi người bỏ đi. Vừa lại nó đang bị rối á. Ngân à, đi chụp hình rồi, bây giờ chỉ còn Thùy Dung thôi. Tí nữa vô con live stream mình nha. Nha. Lập live đi luôn. Bây giờ đi vậy con chưa tắm, giờ con phải đi chụp cả cái trời tiếp. Nhiều đồ ăn lắm mọi người, mình phải ăn cho hết. Là lát họ lên cầm lên xe. Ngân Hà đúng rồi, Ngân Hà bỏ Thùy Dung rồi. Thí sinh số 41. Đây là thí sinh số 41. Đi đây con. Hãy nêu cảm nghĩ khi là thí sinh thứ 41. Thì mình khi mình làm thí sinh 41 thì mình cảm thấy rất là an tâm. Tại vì khi mà có một bất kỳ một top nào xuất hiện thì mình luôn là người được cộng theo. Ví dụ như mình không cần tham gia vòng chung khảo thì mình vẫn là top 41. Đó, bây giờ gọi top 20 thì mình sẽ là top 21. Đó, top 3 thì mình sẽ là top 4. Đó là thi rất là thoải mái và yên tâm và không sợ bị ảnh hưởng. Rất là có chất riêng của bản thân. Đúng rồi, mình không cần phải thể hiện hết sức mình. Đúng không? Vâng, đây là chân dung của thí sinh thứ 41. Trong con người chúng ta cố gắng nhưng mà nỗ lực hết mình. Nhưng rồi cuối cùng chúng ta có nhận được gì đâu. Vậy thì chúng ta cố gắng để làm cái gì? Cố gắng làm gì? Em trả lời cho nghe. Trời ơi, xuất hiện nhiều quá rồi. Em xong. Đi chụp chưa đăng like ấy mà. Rồi. Chụp vào vô. Rồi, người ta đi chụp hình xong vô like. Chào mọi người, em đi chụp hình xỉ nha. Bye bye. Ủa Ngân Hà, từ chỗ này của Ngân Hà hả? Không, Thùy Dung không hát đâu. Thùy Dung hát là mọi người bỏ Thùy Dung chứ gì. Tôi biết thừa mấy người rồi. Mấy người đối xử với tôi tàn ác lắm. Bây giờ mọi người muốn gặp ai thì Thùy Dung sẽ đáp ứng yêu cầu của mọi người. À, cặp học Mỹ Hương mọi người. Ngân Hà đi chụp hình hành trình. Để chụp hình chát nhà tiệc chợ. Đợi xíu mọi người. Để Thùy Dung đi bứt rác ấy. Dĩ nhi hả? Từ từ nha mọi người. Cô bé. Đúng mọi người, đây là ai? Cô bé có mái tóc được gà. Ai đây? Tập chưa? Dạ chưa. Có hoài vậy con. Xong rồi. Đây là không? Dạ. Chứ còn sức nghe không nhớ. Không.
Anh ơi, son cho em, em son. Ờ, đòi lấy ai cho em luôn. Ơ, anh làm cái xanh đi xong đi làm cho em. Dạ không? Mọi người muốn gặp ai? Ờ, từ từ nha, để Thùy Dung đi tìm cho mọi người. Đi tìm idol đâu rồi? Ai đây gặp 211 hả? 113 hả? Hình như chị ấy đi thay đồ rồi. 113. Ơ, hình như mọi người đi thay đồ rồi mọi người ơi. À đây. Đấy, 211. Có người muốn gặp chị? Hi. Hi. Xin chào nha. Giờ này like tiếng Nghệ An của Ngân Hà rồi. Nhưng mà không ra được mọi người ạ. Chồng ơi, ông ba ơi. Chết rồi. Chồng năm mặt năm tắp. Chồng hôm nay đang nằm ở đây. Cô ba. Dạ. Quay ra đi, quay ra đi. Chồng năng đang bận làm cô ba. Filter của em đỉnh thật ra. Che đậy đi cái sự trời trước là trắng tinh luôn á. Điên quá. Không, vào đây trắng mà. Trắng có chứ trắng nè. Vào đây xem. Ra ngoài đây lắm mọi người ơi. Mọi người thấy trên hình bà Linh sao lại ngoài trang vậy mọi người. Rồi nha, bye bye. Ai đây mọi người muốn gặp ai nữa ạ? Đi thay đồ nữa hả? Ôi không có tên. Cái gì ta? Cái áo này là ai đưa em ấy? Chị Ngân ạ. À chị. Ủa mẹ ơi. Cái áo ở trong lấy đâu vậy mẹ? Chị Dương ơi. Dương đâu rồi? Thôi ai từ từ mọi người ơi, từ từ mọi người ơi, nhiều quá mọi người ơi, từ từ mọi người ơi. Từng người đi mọi người. Đây 113 đây. 113 cộng Đan Phượng. Đan Phượng đang ngồi ăn bánh tráng. Và 113 đang chỉnh lại. Đây 039 đây ạ. 0039 đây ạ. Chị ơi, cho tụi mọi người vào. Em sắp phục người ta follow cho em để em like tim chị. Đây em nói luôn. 280 người đang xem hả? Ơi nói đi. Mọi người ơi, vào TikTok Phùng Thị Hương Giang, follow cho mình nha, mình like tim. Rồi. Em biết hát lại vậy? Nó phải công điều gì nè. Đáng yêu mà. Ngân Hà đang đi chụp hình rồi. Chị Tha Thương hình như đang đi ngủ rồi hay sao ấy. Thôi đang đi. Dạ. Fan của em nó là cái anti của Thị Dung vậy. Ủa gì vậy? Sao bay qua đó rồi? Nói là em đa tình quá. Tại sao lại bay qua đó rồi? Tại sao nhiều người coi quá vậy? Fan gặp fan đi mọi người. Nói chuyện với nhau đi mọi người. Mọi người nói chuyện với nhau đi. Ai 333 hả? Trời ơi, giờ đi tìm từng người, nhiều người đi thay đồ mọi người. À đây, chị 014 đây. Chị Nhi ơi, mọi người muốn gặp chị. Hello mọi người. Hello. Đi. Hello. Đây. Ôi, mày nói câu gì? 280 mọi người đi. 284.000 lượt xem. Dữ vậy? Chị thấy gì? Dữ gì trời? Chị hãy hát một câu đi chị. Hỏi khó gì? Chị hát một câu cho em hả? Em ứng xử hay sao? Chị hát một câu cho view em lên đi chị. Nào,
cho em hỏi chị cảm nhận thế nào về thí sinh 174? Hồi nãy đừng vô top nào không? Không được cái nào đúng không? Tôi biết mà. Tôi cũng vậy nha mọi người ơi. Chị hãy nêu chị nghĩ sao về thí sinh 174? Không, tôi sẽ không nói về thí sinh 174, nhưng tôi nói về tất cả mọi người. Sáng hôm nay quá trâu, không thể tin được, Lan 7 phút. Ồ, quá mệt. Hồi sáng chị Lan bao nhiêu phút? Chị 5 phút rưỡi. Ây ghê vậy. Không ăn thua, không ăn thua mọi người ơi. Trời ơi. Ý Nhi và Thùy Dung ra chuồng gà. Ông chơi lẹ. Em là người ra đầu tiên. Quá dữ. Em là người ra đầu tiên đó. 10 điểm. 10 điểm, không có nhân. Không có nhân. Cũng xiên lai quá ha. Bây giờ mình không mà lai. Mình đen luôn hả? Trời ơi. Một sáu năm đang đi làm tóc rồi. Không một năm. Hello đi. Trời ơi, đầu tóc tôi. Hello. Đây. Là một giờ là tới sân mini livestream nha. Mọi người, đây một giờ hãy quay lại nha. Còn đây là anh ti cúp đáng yêu. Đáng yêu mọi người. Chủ mẹ. Rồi. Giờ không vào điểm danh là tôi dọn đó. Rồi, bye bye. Ôi. Dạ. Ok, hello, cãi đi. Dạ. Một giờ nha. Một giờ nha mấy bạn ư. Một giờ thôi, coi là chim của Nhi Hoàng nha. Ê, Nhi Hoàng dễ thương mà. Thấy hả? Không có dễ thương, dễ thương. Mọi người thấy Nhi Hoàng dễ thương mọi người. Nhi Hoàng mắt cướp hết hay xinh thêm lắm nha mọi người. Xinh thêm, xinh hoài luôn. Tốt hết Nhi Hoàng. Tốt hết nha. Tốt hết Nhi Hoàng. Hay xinh lắm. Má nó ác ghê á. Xinh mà xinh thủy chứ không có xinh lẻ. Ôi bye bye. Bye bye. Một giờ nhé. Một giờ và coi Nhi Hoàng nó chim nha. Ok. Ôi 211 nãy gặp rồi mà. Mọi người gặp một lần thôi. Mọi người gặp một lần thôi nha. 102. Chị Thanh ơi. À đây 102 của mọi người đây. 102 đây mọi người ơi. 102 đang xấu lắm. Ơi gà ấp cao xinh như này mà xấu cái gì. Xin chào mọi người. Mọi người hãy xem like của Dung nhiều nha. Love you. Rồi bye bye mọi người. Em đây sắp rồi. Tới một tớ. Oh, yeah. Có 251 nghìn người xem rồi. Thì Dung chỉ like tới 1 giờ thôi nha mọi người. Chị Hiếu. Chị Dương. Áo. Dạ có. Em có thả tim mà. Em có thả tim mà. Ai? 402 chị đi thay đồ rồi. Ủa? Em nhớ cái này nè, cái trên đây nè. Đâu rồi? Đây nè. Em mua cái mẹ em có 20 cái. Rồi bao nhiêu không? Dạ, rồi bao nhiêu ạ? Anh Hoàng báo giá xong. Ok. Hiện tại có chị Tú Trinh nè. Chị Tú Trinh ơi, có người muốn gặp chị hello mọi người đi. Hello mọi người, chị ác dễ thương quá nhở. Chị cho em hỏi chị cảm nhận như thế nào về thí sinh 174 ạ? À? Thí sinh 174 là các em nhìn coi, rất dễ thương nha. Chị ăn cơm chưa? Chị ăn rồi nè. Mọi người đã ăn chưa cho mọi người? Mọi người kêu là mọi người nhìn chị thôi là cũng đủ rồi. Mọi người kêu thôi em kêu. Không, em cũng giống mọi người á. Trời ơi, okay. Nhìn mọi người. Yeah. Mọi người giúp follow TikTok của Trinh nha mọi người. TikTok của Trinh là gì vậy? Tú Trinh 0306. Ok rồi nha, yeah, bye bye. Đừng đi chạy. Ai? Mọi người sáng nay ai cũng thi tốt cả mọi người ơi. Rất là gây cấn luôn mọi người hãy. Bây giờ Thùy Dung sẽ không tiết lộ nữa đâu.
mình gửi lên TikTok hả? Ừ, sao sao gửi luôn hả? Được. Mình sắp lên rồi đó nha. 1 giờ nha, 1 giờ thì Dung sẽ tắt và mọi người hãy qua livestream của Nhi Hoàng nhé. Phương Linh. Phương Linh đâu rồi? Ô, vừa thấy Phương Linh ở đây mà. Phương Linh đi đâu rồi? 512 Huỳnh Minh Kiên. What's up? Hello mọi người đi em. Hi mọi người. Mọi người đồ. Đây một cô gái rất là đẫm đang đây mọi người ơi. Mọi người đi đẫm đang thì ai đẫm đang? Mọi người đi tìm em sáng giờ này mọi em phải nói câu gì cho mọi người đi. Mọi người ăn gì chưa? Chưa, mọi người chưa ăn em ạ. À? Ngủ chưa đi? Đừng ngủ sao coi nhiều vậy, 200 mấy luôn. Wow. Wow, bất ngờ chưa, chưa đi, đừng có coi nữa, ao đó hết đi. Có gì hả? Không biết, hình như đi thay đồ đấy sao? Ai, chị Hoa Thương hình như đi thay đồ rồi. Mẹ. Mẹ Liên. Chào bà ngoại. Chào các cháu, bà chuẩn bị đi chùa đây. Bà chuẩn bị đi chùa rồi, các cháu ơi, thấy hôm nay bộ đồ của bà. À bây giờ bà có một ý kiến là các cháu tặng cho bà một bộ tóc hoa muối tiêu được không? Được rồi, bye bye. Thu Phương Anh hiện tại đang nghỉ ngơi rồi nhá, nên không tiện có gì buổi tối nay đi. Tối nay cho mọi người 064 là ai nhỉ? 064 là ai vậy mọi người? Nhiều giờ mọi người nói tên thì Thùy Dung còn biết chứ mọi người mà kêu cái kia là Thùy Dung không biết được đâu. Mọi người đừng có sổ vào danh.